hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Với bài hát nhập lễ thật là phấn khởi, các bạn trẻ chúng ta đã đến đây để cầu nguyện với lòng Chúa thương xót từ trưa tới giờ. Và bây giờ chúng ta cùng hiệp dừng thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật thứ 19 thường niên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Mời chị em ngồi xuống, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách khôn ngoan. Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can đảm. Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy, như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Và ngay từ bấy giờ họ đã sướng lên những bài ca do cha ông truyền lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa.
Bài trích thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa rọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa, như tại một nơi đất thánh. Ông sống trong lều, cũng như ông Isaac và ông Gia-cốp, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa, vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trên trời các biển, không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa, nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là các lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương, và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Nhờ đức tin khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac dù đã nhận được lời hứa. Ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa làm mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp:
Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, chiều hôm nay là chiều thứ bảy và các bạn đến đây rất là đông, với hơn 5.000 bạn trẻ cùng với cả hơn 15.000 người đến đây. Chúng ta đã nghe được lời mời gọi của Chúa là, thưa anh chị em, câu mà chúng ta nghe đấy là: kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Các bạn lặp lại với tôi câu này: kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Các bạn giơ cao cây quạt lên giùm tôi nha. Kho tàng anh em ở đâu thì kho tàng anh em ở đâu thì. Bây giờ câu thứ ba này là dành cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo bây giờ thôi. Có những người công giáo mình không bao giờ, để chúng ta coi những người ngoại đạo đi tìm kho tàng nhiều hay ít nha. Đây, xin mời anh chị em ngoại đạo tôn giáo bạn giơ tay lên. Kho tàng, kho chưa, kho tàng. Từ từ. Kho tàng anh em ở đâu thì. Bây giờ những người công giáo mình hét to lên, còn những người ngoại đạo thì giơ cao cái quạt lên nha. Không có quạt thì anh em giơ tay hay là giơ sách giơ bất cứ gì cũng được, miễn là giơ cao lên được rồi. Kho tàng anh em ở đâu thì kho tàng anh em ở đâu thì kho tàng anh em ở đâu thì có thấy họ ngoại đạo không? Có thấy không? Ai mà biết được là ngoại đạo. Chúng ta thấy họ còn la, còn to, họ còn sắc tín hơn cả những người có đạo nữa là khác. Tại vì họ đã biết được rằng ở đây có kho tàng. Biết chưa? Biết không? Biết không? Cho nên tôi thấy là cả tháng này họ cứ lao sao họ đi tìm kho tàng. Cho nên từ Bắc cũng vô, từ Nam cũng đến, từ Trung cũng vào. Đến nỗi mà mấy hãng máy bay bây giờ là từ Bắc vô đây là không còn vé nữa, đúng không? Rồi mấy chuyến xe từ Bắc vô đây là cũng cháy vé luôn, đúng không? Rồi mấy phòng trọ bây giờ cũng cháy phòng luôn, đúng không? Rồi anh chị em đến đây cũng bị cháy luôn, đúng không? Cháy cái gì? Cháy chỗ. Bằng chứng là giờ người ta phải ngồi cả, và thay vì xe hai bánh người ta để, người ta ngồi luôn lên xe hai bánh. Rồi tất cả các chỗ nào có thể ngồi được thì người ta đã ngồi hết, gọi là cháy chỗ. Và ban đêm thì chúng ta phải ngủ ngoài trời. Đêm qua tôi thấy mấy người đem màn ra giữa đường, mắc màn ngủ. Tôi thấy dễ thương lắm. Mà không, họ có ngủ đâu. Tí tôi ra, một giờ ra lại thấy về quả con à, đau thương. Chốc hai giờ tôi ra vẫn xin đường cho chúng con. Đến bài sáng tôi vừa mới hé cửa ra, cha kia rồi. Không thoát được. Tôi tính mở cửa lén lén tôi ra, tôi đứng chỗ nào vắng bóng để tôi mà cầu nguyện. Mà không có chỗ nào vắng được hết. Cứ vừa mới mở cửa ra là đứng ngay cửa, cứ đứng ngay kia. Tay thì ra về quả khổ nạn, cha đây kia rồi, thì sao mà thoát đâu. Với cái hình ảnh nó đẹp. Mà tại sao mấy anh em lại, các bạn trẻ lại lặn lội đến đây? Tại sao mà những người ở phương xa lại lặn lội đến đây? Rồi trưa nay gặp một anh vừa mới vào thở hồn hà hồn hến.
ở đâu về. Thưa cha, con bên Mỹ về, con nghe tin cha sắp đi cho nên con phải bốc vé máy bay giá nào con cũng về để gặp được cha, bắt tay cha một cái. Còn anh em con bên Mỹ nhiều lắm, họ muốn về mà cũng cháy vé rồi, không có vé, mua gấp nó không có. Thì chúng ta thấy rằng là có một cái điều lạ, đó là cái điều lạ. Cái điều lạ mà chúng tôi muốn nói với anh chị em, với các bạn trẻ, đấy là các bạn đang đi tìm một cái kho tàng. Các bạn đang đi tìm một cái kho tàng. Mà Chúa bảo kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Nếu mà ở đây mà có kho vàng thì bây giờ chắc là không đến phần chúng ta rồi, đúng không? Giang hồ với lại những người mà có tiền, có quyền, họ đến, họ bao vây luôn cái chỗ này, họ đào bới kho tàng lên rồi. Làm gì mà có tới phần chúng ta? Chúng ta thấy ở bất cứ nào mà có kho vàng là người ta chết, người ta cũng sẵn sàng mà. Có những người chết vàng, gọi là trong tác phẩm Vàng và Máu. Vàng và Máu, chỗ mà cái mỏ vàng là cái chỗ nó khủng khiếp, nó như là hỏa ngục. Nhưng bạn mà đào vàng mà bạn thoát chết, bạn về đây bạn kể cho tôi nghe, nó bảo cái đó đúng là cái hỏa ngục trần gian, cho ơi. Không một thứ tội nào họ không phạm, không một thứ tội ác nào họ không dám làm. Họ giết nhau như ngoé, tất cả chỉ vì vàng, tất cả chỉ vì vàng. Và vàng với máu nó trộn chung với nhau. Nay giết được người này có vàng, ngày mai người kia họ cũng giết mình để họ cướp vàng. Rồi mỏ vàng đào thì chưa thấy, mà sập mỏ vàng thì có thấy. Rồi người ta bị chôn ở trong hầm mỏ nhiều lắm. Rồi từ lúc mà có vàng, từ lúc mà có tiền rồi, thì bắt đầu có tiền thì sinh tật. Ở đó chẳng có gì giải trí cả. Không có cái gì giải trí ngoài cái là người ta đưa thuốc phiện, đưa xì ke, đưa heroin, đưa hàng đá vào. Thế là phê. Phê rồi thì bắt đầu tưởng mình làm vua. Rồi lúc mà hết, không làm vua nữa vì hết phê, lại thấy muốn làm vua, lại phải đi kiếm tiền. Mà không có tiền bằng cách chân chính thì bằng cách bất chính. Thế họ lại chém giết nhau chỉ vì lên cơn. Rồi họ bóp cổ nhau chỉ vì là vàng thì chưa thấy, nhưng mà cái chết thì thấy rõ lắm. Anh em, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè chém giết nhau, không còn tình, không còn nghĩa. Và những nơi mà kho báu, những nơi mà có gọi là mỏ vàng, kho tàng đó, thì chắc chắn rằng ở đó không có lòng thương xót. Không hề có lòng thương xót. Mấy bạn ấy nói với tôi, ở đó chỉ có mạnh được yếu thua, ở đó chỉ có quyền lực là sự trên đầu súng. Sức mạnh là những người có tiền, những người có quyền, chứ còn tất cả không hề có lòng thương xót. Mà khi ở đâu mà có kho tàng mà không có lòng thương xót thì người ta chém giết nhau khủng khiếp lắm, thưa anh chị em. Mà anh chị em biết được ở đây có một cái kho tàng chôn giấu, mà Chúa Giêsu nói với rằng là lạy Cha là Chúa trời đất, con tạ ơn Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là thánh ý của Cha. Thánh ý của Cha là muốn mặc khải một kho tàng, một kho báu vô giá cho những con người nghèo, những con người rốt nát, những con người quê mùa, những con người ốm đau, bệnh tật, và thậm chí là những con người tội lỗi nữa. Cái kho báu ấy, cái kho tàng ấy, nãy giờ các bạn nói, thưa cha ơi, cha làm cho con hồi hộp quá, cha nói nhanh nhanh lên để 1, 2, 3 nhào lên vò. Kho báu ấy, các bạn có biết tên là gì không? Kho báu ấy có mật mã là gì không? Không, bạn phân biệt kho báu ấy tên là gì. Muốn mở kho báu thì phải có mật mã. Các bạn có biết câu chuyện mà Ali, phải Alibaba và cái đèn thần đúng không? Rồi đến mở cái kho báu phải đọc là cái gì? Vừng ơi mở cửa. Mà ông thần này ông ấy ở miền nào đó? Vừng là miền Bắc hay miền Nam? Bắc. Còn mè là miền Nam hay miền Bắc? Miền Nam. Ông ấy ở miền Nam, ông ấy không biết là vừng, ông cứ mè ơi mở cửa, nó đâu có mở. Ông ấy tưởng vừng là mè, cứ mè ơi mở cửa, nó không mở. Phải đọc vừng ơi mở cửa, đọc đúng mật khẩu thì cửa mới mở. Mà cái ông này, ông chắc ông ở miền Nam, ông cứ mè ơi mở cửa, cửa nó không mở.
Thì anh chị em biết cái kho báu mang tên là, mang kho báu mang tên là lòng thương xót Chúa. Nào, không có giấu giếm gì cả, càng khoe ra càng nhiều người biết càng tốt. Còn ai mà biết được kho báu thì họ có khoe ra không? Không ngu gì khoe, khoe là chết, khoe là nó giết. Mình chưa tìm được kho báu thì nó đã giết mình trước. Tại sao? Tại sao? Mình chưa tìm được kho báu mà nó đã giết mình trước. Tại sao? Tại vì để cho nó tìm, lỡ rồi mình cũng biết mình tìm trước nó thì sao? Cho nên mình biết được kho báu mà khoe ra là mình chết chắc. Vì lý do là lòng tham của con người. Tao cứ giết mày đi, lỡ mày gọi mè ơi nó mở cửa, tao gọi vừng ơi nó không mở cửa thì sao? Cứ giết cho chắc ăn. Cho nên là anh chị em thấy khi mà con người ta đụng đến tiền bạc, nó khủng khiếp lắm. Chứ mới nói là lòng tiền kho tàng ở đâu thì lòng dạ ở đó. Mà chúng ta có một cái kho tàng không phải mang tên là TT. Kho vàng mang tên TT là kho tàng gì? Tiền tài, không phải kho tàng vàng và máu. Kho tàng của chúng ta mang tên là lờ tờ sờ. Đó là? Đó là? Đó là? Ai chưa biết nữa không? Còn ai chưa biết kho tàng đó hay không? Nãy giờ bảo trời ơi, tưởng cha nói kho kim cương hột xoan gì chứ, làm cho chúng con cứ chờ mãi. Mấy người đang theo dõi trên mạng, mày mốt ghi âm ngay để coi ông cha Long Âu nói kho tàng đâu thì mình chạy đến mình tìm. Tôi xin giới thiệu với anh chị em, với cả thế giới ngày hôm nay đang lặn lội đi tìm kho báu. Kho báu của chúng tôi mang tên là lòng thương xót Chúa. Kho báu của chúng tôi mang tên là lòng thương xót Chúa. Rồi ai tìm cứ thoải mái, cho không biếu không. Và chưa đến cái kho tàng lòng thương xót Chúa rồi, phải đọc một cái mật khẩu. Không đọc mật khẩu này kho tàng không mở. Mật khẩu này có phải mè ơi mở cửa không? Thôi thì vừng ơi mở cửa ơi. Thôi thì đậu phộng ơi mở cửa đi. Mà ngoài Bắc gọi đậu phộng là đậu gì? Đậu lạc, lạc ơi mở cửa đi. Nó có mở không? Vậy thì mật khẩu của lòng thương xót Chúa là gì? Đó 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 đúng rồi đó. Mau mau lên, mau đi, mau đi. Mật khẩu lòng thương xót đó là? Đó là? Vâng, nếu bạn tín thác thì kho tàng lòng thương xót Chúa sẽ mở cho bạn. Bạn chạy đến với kho tàng lòng Chúa thương xót và bạn sẽ kín múc được ở đó vô vàn ân sủng với điều kiện đúng mật khẩu là tín thác. Và Chúa nói với Thánh nữ Faustina là ta cho các con một cái bình và cái bình ấy mang tên là bình tín thác. Các con càng tín thác bao nhiêu là cái bình nó càng mở bao nhiêu thì ân sủng càng tuôn tràn xuống trên chúng ta bấy nhiêu. Cho nên kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Vì chúng tôi và anh chị em, mình phải tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời tạ ơn Chúa, đến muôn đời con tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã mặc khải, Chúa đã tỏ cho chúng ta biết một cái kho tàng mang tên là lòng thương xót Chúa. Và Chúa cho chúng ta một mật khẩu mang tên là tín thác. Mình cứ bấm cái mật khẩu càng to, càng rõ, càng nhiều bao nhiêu thì càng lãnh được muôn vàn ơn phúc bấy nhiêu. Kho tàng không bao giờ cạn. Này, nói nghe này, kho tàng người ta khai thác có hết không? Hết không? Vàng của mình giờ còn không? Than còn không? Dầu còn không? Khai thác hoài nó cũng hết thôi. Khai thác hoài cũng hết thôi. Cho nên ông Mỹ ông ấy sợ hết. Ông ấy có bao nhiêu là cái mỏ dầu, ông ấy sợ hết. Nhất là Alaska, ông ấy đóng lại, ông ấy không khai thác. Mà ông đi khai thác, ông mua dầu nước ngoài về ông xài. Để còn sợ rằng mai mốt hết dầu, thế giới hết dầu thì cái mỏ dầu của ông vẫn còn. Những người giàu họ tính kỹ như vậy thưa anh chị em. Còn người nghèo mình có nhiều xài nhiều, có nhiều xài nhiều. Thì chúng ta biết rằng là kho tàng lòng thương xót một cái lạ là càng xài bao nhiêu thì lại càng còn nhiều bấy nhiêu. Vì ơn phúc của Chúa là vô cùng vô tận. Lòng thương xót của Chúa là từ tạo thiên lập địa mãi cho đến thiên thu vạn đại, không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ ngưng cạn,
không bao giờ cạn kiệt lòng thương xót của Chúa. Chỉ sợ con người không còn tín thác vào lòng Chúa thương xót thôi. Chỉ sợ con người rằng là đi tìm cái kho tàng của thế gian này. Kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Kho tàng của con là quyền lực thì con bỏ hết mọi sự mà con đi tìm quyền lực. Kho tàng của con là danh vọng thì con bỏ hết mọi sự bỏ Chúa mà con đi tìm danh vọng. Kho tàng của con là tiền của vật chất thì con cũng bỏ hết mọi sự thiêng liêng, mọi sự thuộc về Chúa mà con chạy theo tiền của vật chất. Đúng thế không? Đúng thế không? Vâng. Cho nên kho tàng ở đâu thì lòng con ở đó. Con mà thích cái con nhỏ kia thì nó là kho tàng của con. Con nhỏ đó ở đâu thì lòng con ở đó. Đúng không? Ông kia ông đang ngồi đây chứ mà lòng ông có ở đây đâu. Ông đang hát lễ chứ mà lòng ông đang để đâu? Để đâu? Để chỗ con nhỏ đó. Ông ngồi ông hát chứ mà ông ấy ngồi ông ấy ngó người ta bảo cứ nhớ đi con nhỏ đó thôi. Tại vì cái con nhỏ đó là kho tàng của ông ta. Cho nên anh ta ngồi hát lễ mà cứ kho tàng của lòng anh ơi. Giờ này em ở đâu? Bấm bấm điện thoại chứ nhá nhá gì thưa anh chị em. Thế thì chúng ta thấy hoặc là cái cậu kia, cậu ấy đang là kinh doanh bất động sản. Thì kho tàng của cậu ấy là bất động sản. Lòng cậu ấy, người cậu ở đây mà hồn chương 3 mà ra hàng thịt. Lòng đang đậu ở bất động sản, còn thân xác thì đang ở đây. Mà nếu có cầu nguyện thì lạy Chúa, cha Long có đi vẫn cứ để cho bất động sản nó lên cho con, không có thì con phá sản. Đúng không cậu? Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là khi cái kho tàng mình ở đâu thì lòng mình ở đó. Nếu mà tôi xác tín rằng kho tàng mà tôi đang khao khát tìm kiếm là lòng thương xót Chúa, thì cho dù tôi có ở đây, ở kia, ở đó, ở nọ, thì kho tàng đó không bao giờ cạn, không bao giờ mất. Có người cứ hỏi tôi, mai mốt cha không ở đây thì cha còn làm lòng thương xót không? Thưa anh chị em, lòng thương xót nó ở trong tôi rồi, nó chạy đi đâu bây giờ? Chỉ có giết tôi đi thì lòng thương xót nó vẫn còn. Tại vì lòng thương xót, Chúa nói với Faustina thế này, là sứ mạng của con không chấm dứt ở đời này mà còn kéo dài cả ở đời sau nữa. Nghe, Chúa nói với Thánh nữ Faustina, sứ mạng của con không chấm dứt ở đời này đâu. Sứ mạng mà loan truyền, mà làm chứng cho lòng thương xót Chúa không chấm dứt ở đời này mà còn kéo dài ở cả đời sau nữa. Cho nên là khi mà tôi đã thấy được cái kho tàng rồi, tôi đã có được cái mật khẩu rồi, mỗi lần tôi đọc mật khẩu là tôi lãnh được ơn phúc. Ngu gì tôi bỏ kho tàng đó. Mà kho tàng đó có phải nó nằm ở chỗ này, chỗ kia đâu. Vì Chúa nói rằng là ở đâu, Chúa không phải ở chỗ này, ở chỗ kia, mà Chúa ở trong trái tim của con. Kho tàng đó, các anh chị sẽ hỏi thôi, cha ơi, cha nãy giờ cha nói làm tụi con hồi hộp quá, có kho tàng rồi, có mật khẩu rồi, cha làm ơn nói cho con một cái cụ thể là kho tàng đó ở đâu. Có phải bạn đang thắc mắc cái chuyện đó đúng không? Nãy bây giờ bạn cứ nói, cha cứ nói kho tàng quá trời, cha cứ nói mật khẩu quá trời, nói mật khẩu nói kho tàng, rồi không biết nó nằm đâu rồi, cứ kho tàng, cứ nói tín thác, rồi mở ra cái thằng kia được hưởng, cái thằng kia được hưởng, con không được à? Này, nghe đây, kho tàng đó nằm chính trong lòng của bạn, trong trái tim của bạn. Chúa đang ngự ở trong chính bạn và đó là kho tàng của bạn. Có nhiều khi kho tàng nằm ở đây mà mình cứ đi tìm đâu đâu. Có khi tôi đeo cái kiếng, bỏ dắt ngay ở trên cái túi áo mà cứ đi tìm cái kiếng. Đứa nào có thấy kiếng của cha đâu không? Đọc sách không thấy. Cuối cùng nhìn vào túi áo, thấy cái kiếng nó ở đây mà cứ đi tìm đâu? Con. Có khi đi về, có bạn đi về, đi đến, chạy ra ngoài kia tới bãi giữ xe rồi. Chạy vô, cha cha, nãy giờ con vô nhà bếp con dọn dẹp rồi con để chìa khóa đâu, cha có thấy đâu không cha? Bảo tao đâu có cầm của mày đâu mà mày hỏi tao. Nhưng mà cha có thấy đâu? Bảo có, ở đâu? Đang ở trên tay của mày á. Móc tay nó xong rồi nó cứ đi tìm, cuốn cả lên nó cục u u ở đây à. Con kia chứ còn con nào nữa. Thì thưa anh chị em, ta thấy là có nhiều khi cái kho tàng nó nằm ở trong trái tim của mình, trong con người của mình.
mà mình cứ đi tìm đâu đâu, mình cứ lo mất, lo còn. Thưa anh chị em, nó đã ở trong trái tim của mình rồi. Họ có mổ ra, lấy trái tim ra, còn không? Còn không? Còn. Lòng thương xót Chúa đi theo mình suốt cuộc đời và sẽ đưa mình về hưởng hạnh phúc đời đời. Họ có giết được cái thân xác này là họ tưởng rằng họ chấm dứt lòng thương xót Chúa. Từ nay, mày còn nói lòng thương xót Chúa hay không Trần Đình Long? Mày còn nói lòng thương xót Chúa hay không Trần Đình Long? Chặt đầu rồi, bắn rồi, còn không? Còn. Chúa đứng ở kia bảo, Long vào đây con, kệ nó làm gì thì làm, vô đây với tao. Thế là Chúa dắt tôi đi. Chúa dắt tôi đi vào trong lòng thương xót Chúa. Còn người ta đứng hả hê cười trên cái thân xác chết của tôi. Có ăn thua gì không? Không, không ăn thua gì cả. Cho nên tôi xác tín một cái điều đó. Đừng có hỏi là cho còn làm lòng thương xót hay không còn làm lòng thương xót. Làm có nghĩa là nó ở bên ngoài là mình làm nó. Tôi làm ra cái bánh. Cái bánh có phải là tôi không? Không, tôi làm ra cái bánh mà. Phải không? Nhưng mà bây giờ tôi ăn cái bánh đó, cái bánh và tôi trở nên một rồi. Tôi đã ăn cái bánh đó rồi, tôi còn cần phải làm gì nữa? Thì thưa anh chị em, lòng thương xót đã ở trong tôi rồi, trong máu, trong huyết, trong con người của tôi. Phải nói rằng tôi và lòng thương xót phải là một rồi. Thì lúc đó, thưa anh chị em, Phaolô bảo tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Kitô đang sống trong tôi. Tôi sống không còn là tôi sống mà lòng thương xót Chúa đang sống trong tôi. Và Phaolô nói rằng là cho dù sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma quỷ, tất cả mọi quyền lực của thế gian, tất cả mọi quyền lực ở trên trần gian này, không gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Thì hôm nay tôi cũng nói với các bạn rằng là cho dù sự sống hay sự chết, cho dù thiên thần, ma quỷ, cho dù bất cứ một cái quyền lực ở trên trần gian này, bất cứ quyền lực đạo đời cũng không bao giờ tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Vì lòng thương xót của Chúa đã ở trong tim, trong máu của tôi rồi. Dám chắc với chị em một cái điều đó. Dám chắc với chị em một cái điều đó vì tôi đã thấy được kho tàng nó ở đâu thì lòng tôi nó ở đó rồi. Cho dù đừng có dụ tôi, chỗ kia có kho tàng chạy ra đi lấy kho tàng đó, chỗ này có kho tàng chạy ra đi để tìm cái kho tàng đó. Xin lỗi, tôi không cần. Vì kho tàng đó ở trong trái tim của tôi rồi, tôi còn cần gì nữa. Đi đến đâu thì kho tàng đó đã đi theo mình rồi. Đi đến đâu thì ơn phúc Chúa ban tràn đầy trên mình rồi. Như là người Do Thái đi trong sa mạc, ban đêm thì Chúa cho lửa dẫn đường, ban ngày thì Chúa cho mây che nắng. Đi đến đâu thì Chúa dẫn đường đến đó. Đi đến đâu thì có mây che đầu, đi đến đâu thì có ánh sáng dẫn đường. Tối tăm ban đêm hay ban ngày, Chúa vẫn là người dẫn đường. Sợ cái gì thưa anh chị em? Chính vì vậy mà anh chị em nghe, không phải tôi nói, Chúa nói. Nghe không? Đây, Chúa nói đây. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Chúa biết rằng đoàn chiên nó không có to tát gì. Chúa biết đoàn chiên nó không có hùng mạnh gì. Chúa biết đoàn chiên nó chẳng có ai đỡ đầu, không có ai chống lưng, chẳng có ai bảo vệ. Chúa biết rằng đó là đoàn chiên nhỏ bé. Đâu đoàn chiên nhỏ bé của Chúa? Giơ tay lên. Đâu đoàn chiên của bé? Giơ tất cả hai tay lên. Chúa nói: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Mạnh lên, đập mạnh cái quạt xuống. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hỡi đoàn chiên nhỏ bé. Đấy, sướng không? Ai làm gì được không? Ai làm gì được không? Không ai làm gì được đâu. Vì Chúa nói, đâu phải người thường nói. Tôi mà nói câu đó thì anh chị em bảo: thôi cha Long ơi, phét lác nó vừa vừa chứ. Cha cũng đang sợ gần chết nên mà cha bảo đừng sợ. Đúng không? Đúng. Thì bản thân tôi là cái con người chết nhát mà. Bản thân tôi là con người tội lỗi yếu hèn, chưa đánh đã chạy rồi mà. Làm gì mà có thể nói được với anh chị em là đừng sợ, đừng sợ, không dám đâu. Mà chính Chúa nói là hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Lý do là vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em rồi. Wow, hallelujah. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đứng, đứng, đứng,
vì cha của anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em rồi. Cha vui lòng mà ban, chứ không phải là buộc lòng mà ban, chứ không phải là ép lòng mà ban, chứ không phải là gì đó gượng ép mà ban, mà vui lòng mà ban. Mà vui lòng ban cái gì? Ban tiền không? Ban quyền không? Ban danh vọng không? Ban nhà cửa đất đai không? Chuyện đó là chuyện nhỏ, chả nghĩa lý gì. Chết thì đất đai danh vọng của cải có đem đi được đâu mà ban. Cho ban, ban cho cũng xin cảm ơn. Tôi chết tôi cũng chẳng đem theo được, thì làm cái gì? Nhưng cha của anh em đã ban nước của người cho anh em, tức là ban nước trời, ban hạnh phúc đời đời cho anh em rồi. Ban nước trời rồi thì nước trần gian này còn là cái gì? Cho dù có ông vua trần gian mà không được vào nước trời thì cũng vứt đi, đúng không? Cho dù có ông chúa, bà chúa trần gian, ông vua trần gian mà không được vào nước trời thì cũng chẳng có làm được cái tích sự gì cả. Chẳng nghĩa gì mà phải mê, phải say vua với chúa trần gian này. Mà vào nước trời, cha của anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em rồi. Đây, xin được cho các bạn một cái bài mà người ta nhận thấy rằng cái kho tàng lòng thương xót đó như thế nào. Kính chào Chúa Giêsu thương xót, con ở xa ngót tận Hoa Kỳ, nay con về lòng Chúa xót thương, xin hoa trái thánh thần trung hưởng. Con đến đây cũng là ân thưởng, nhờ hồng ân con đã bay về, được kín múc lòng Chúa xót thương tại giáo điểm tin mừng nhà Chúa. Con vốn sống trong đời ngập ngụa, tội lỗi đầy hẳn Chúa hiểu con. Nào cờ bạc, gái gú, rượu chè, tứ đổ tường con đây sành sỏi. Có người thương nên người ta nói, con hãy nghe bài giảng trong đài. Kể từ đó con đã đổi thay, con biết Chúa và con ngoan đạo. Đã khám phá ra cái kho tàng. Trước giờ chạy theo kho tàng là tứ đổ tường con đây sành sỏi. Nào cờ bạc, gái gú, rượu chè, con vốn sống trong đời ngập ngụa. Đó là trước khi anh khám phá ra kho tàng lòng thương xót. Rồi có một người, có người thương nên người ta nói, con hãy nghe bài giảng trong đài. Kể từ đó con đã đổi thay, con biết Chúa và con ngoan đạo. Con trở thành người đi truyền giáo, bằng cái đài con tặng người quen. Người không quen hoàn cảnh túng hèn, con cũng cho cái đài thương xót. Con biết mình là nhành lúa mót, mọc bụi gai lời Chúa nhạt nhòa. Nhờ nghe bài giảng lòng thương xót, con thức tỉnh về lời Chúa dạy. Kể từ đây không còn trai gái, bỏ rượu chè, kéo máy hàng đêm. Kéo máy là mấy ông ngồi đánh casino, vô sòng, vô mấy casino đánh bài, cứ ngồi kéo, cho tiền và kéo rọt, cho tiền và kéo rọt. Tiền nó chẳng ra mà nó nuốt hết sạch. Bỏ rượu chè, kéo máy hàng đêm, con chuyên tâm làm việc tông đồ, về làm chứng về lòng thương xót. Cây có tốt sinh ra trái ngọt, cây xấu thời không có quả ngon. Con dâng Chúa cả tấm lòng con, xin Chúa nhận đồng hành luôn mãi. Con trở thành người đi truyền giáo. Hôm nay các bạn cũng khẩn khoản nài xin Chúa cho các bạn trở thành người đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa, người đi giới thiệu cho người khác về kho tàng lòng thương xót và nói cho họ cái mật khẩu đó là tín thác. Xin Chúa sức dầu vào môi miệng các bạn. Các bạn trẻ ơi, các bạn hãy khao khát cái ân huệ đó đi. Các bạn hãy khao khát ân huệ là được đi làm người giới thiệu cho người khác biết cái kho tàng lòng Chúa thương xót. Các bạn hãy làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, là làm cho người ta chạy đến với kho tàng lòng thương xót. Nếu mà người ta có sợ, nếu mà người ta có ngại, thì các bạn nói rằng Chúa nói hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì cha của bạn, cha của tôi, cha của bạn, cha của chúng ta đã vui lòng trao nước trời, nước của Ngài cho chúng ta. Cho nên đừng sợ gì cả.
Có thể bạn gặp trở ngại, có thể bạn gặp khó khăn, gặp thử thách cũng đừng sợ. Các bạn có thể gặp người ta gièm pha, người ta chế giễu, người ta đưa lên phây, người ta phơi các bạn lên nắng cháy rát, hoặc người ta phơi các bạn vào trong cái lò sấy, người ta sấy, rồi người ta đập, ném đá đủ thứ, các bạn cũng đừng sợ. Tất cả chỉ như gãy ngứa mà thôi, có gì đâu, chả là gì cả. Cái mất mát, cái thiệt thòi, cái mà các bạn phải trả giá để có được kho tàng, để có được nước trời, nó lớn hơn nhiều chứ. Những đau khổ đời này, Phaolô bảo, sánh gì với vinh quang mà Chúa ban cho tôi trong cõi đời sau. Cho nên những đau khổ đời này chẳng là gì cả so với nước trời mà Chúa vui lòng ban cho các bạn. Các bạn còn sợ gì? Các bạn còn ngần ngại gì? Các bạn còn lo lắng gì? Các bạn còn chần chờ gì mà không dấn bước đi làm tông đồ lòng Chúa thương xót, dấn bước đi loan truyền, giới thiệu cho mọi người biết kho tàng lòng Chúa thương xót. Và để làm công việc đó, chúng ta không có lý thuyết, nhưng chúng ta thực hành, chúng ta làm bằng những việc cụ thể. Những việc cụ thể ấy là những việc bác ái, là những việc gọi là thực hành lòng thương xót, chứ không phải chỉ nói lý thuyết về lòng Chúa thương xót. Các Đức Giáo Hoàng đều nói rằng là: thưa các bạn ơi, ngày hôm nay những người trẻ người ta cần những người làm chứng hơn là cần những thầy dạy, cần những người thực hành hơn là những người chỉ có lý thuyết. Và các bạn đến đây, chúng ta kết hợp giữa những điều chúng ta suy niệm, điều ta cầu nguyện với những việc tông đồ, với những việc làm cụ thể. Đấy là những chiếc xe lăn được gửi tặng đến cho những người đau ốm, bệnh tật, những người bại liệt. Đây là người đầu tiên. Con tên là gì? Con là Tây Sa Phạm Thị Tuyến. Con ở Kiên Giang. Đây là ba của con. Tên là gì? Đa Minh Phạm Văn Định. Phạm bao nhiêu tuổi? Ba con 83 tuổi. Bị bệnh gì? Ba con bị tai nạn xe, đi chầu rồi bị tông vào, rồi giờ bị như vậy. Vâng, đây là một người mà đang đi lễ, đi chầu mà bị xe nó tông như vậy. Tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn để cho ông nhé. Và tặng cho ông cụ chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là kho tàng, đây là kho báu thương chị em. Giới thiệu với anh em chủ nhân kho báu, chủ nhân kho tàng mang tên là... Đây, chủ nhân phải có tên chứ. Chủ nhân kho báu, chủ nhân kho tàng mang tên là... Giê-xu. Giê-xu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đứng làm chủ kho tàng lòng thương xót, và hãy chạy đến với Ngài. Người thứ hai xin được trao tặng chiếc xe lăn đó là con. Con tên là Vũ Mạnh Tiến ạ. Năm nay con 36 tuổi, con đến từ... Con là người ngoại đạo, nhưng con đến từ giáo họ Yên Cư, giáo phận Bắc Ninh ạ. Vâng, một người ngoại đạo ở giáo phận Bắc Ninh, dễ thương không? Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ngoại đạo mà có họ đạo, mà có giáo phận nữa. Còn đây là... Dạ, đây là con của con, là tên là Vũ Mạnh Đức, năm nay con 8 tuổi ạ. Con bị bệnh bại não từ nhỏ ạ. Vâng. Vâng, hôm nay anh đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng anh chiếc xe của lòng Chúa thương xót và cái máy 270 bài giảng cho anh, để anh và cháu nghe nha. Xin Chúa chúc lành cho anh, xin Chúa chúc lành cho cháu. Còn đây... Vâng, con kính chào cha, kính chào tất cả. Con là Maria Trần Thị Thuận, con năm nay 68 tuổi, con ở hội giáo Sơn Vi, giáo xứ Nỗ Lực, giáo phận Hương Hóa ở tỉnh Phú Thọ. Còn đây là Phùng Thị Linh, người ở xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thế cô này 24 tuổi ạ, đang học lớp 10 thì bị một cái biến cố là bị bại, coi liệt không đi được. Thế thì đầu năm 2019 này con đưa cháu vào đây thì được cha đặt tay và họ cộng đoàn cầu nguyện và được Chúa ban ơn chữa lành, với cháu cũng có thể tự đứng đi được một chút ạ. Vâng. Đây là con của bà hay là... Đây là một người khác, xã khác ạ. Con đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót, con thấy một hoàn cảnh này thì con dẫn vào đây ạ. Vâng ạ. Cô ấy có đạo không? Con à, con kính thưa cha, bây giờ là gia đình đi vào đây một lần và đã nhận biết đến lòng thương xót Chúa, mà bây giờ đang đi học giáo lý hôn nhân, đang đi học giáo lý để nhập vào đạo Chúa chị ạ. Rồi, xin được gửi tặng cho con chiếc xe lăn nha. Đây là cái máy 270 bài giảng nha. Xin Chúa chúc lành cho con nha.
cô ấy bị tai nạn hay sao? Không, bệnh này là bệnh tự nhiên mà bây giờ đang học lớp 12 mà bị cái này, coi bị chân tay co quắp hết lại ạ, không đi lại được ạ, mà cũng không nói được ạ. Dạ vâng ạ. Đang học lớp 12, cô gái 17 tuổi mà bây giờ là bao nhiêu tuổi? Bây giờ 24 tuổi. À, vâng, 6 năm cô ấy bị như thế này mà vẫn không biết nguyên nhân tại sao. Cho thấy một cô gái 17 tuổi học lớp 12 rồi tự nhiên bị cái bệnh nó cứ co quắp lại và chả biết gì cả. Nhưng mà chúng ta được một người có đạo, đây là một người có đạo, đây là một tông đồ của lòng Chúa thương xót. Đã, các bạn trẻ thấy tấm gương của một bà già bao nhiêu tuổi? 68 tuổi, các bạn trẻ nha. Các bạn trẻ nha, nhớ đây là một bà già 68 tuổi mà bà còn mạnh dạn đi loan truyền. Thì các bạn ơi, các bạn trẻ ơi, mạnh lên như hết tất cả là các bạn lên, các bạn trẻ ơi. Đấy, các bạn hãy mạnh dạn như là người đàn bà 60 mấy tuổi này. Các bạn đang còn trẻ, Chúa đang cần các bạn làm tông đồ lòng thương xót. Còn con tên gì? Dạ thưa cha, con tên là Maria Phan Thị Duyên. Con đến từ giáo xứ Nã Hoàng, giáo phận Hưng Hóa. Con đây là cháu của con em chú của con. Cháu tên là Du Xe Trần Văn Hiệp ạ. Dạ cháu 13 tuổi ạ. Cháu bị bệnh não từ thuở bé mới được 5 tháng ạ. Vâng, đây là một đứa bé 13 tuổi mà bị bệnh não từ lúc mấy tháng tuổi. Hôm nay chị đến đây, tôi xin được gửi tặng chị chiếc xe cho cháu. Và đây là cái máy 270 bài giảng. Và chị là người công giáo, đây tặng cho bà. Đây là đấng ban sức mạnh cho bà, để bà 68 tuổi vẫn còn đủ sức mạnh mà đi giới thiệu kho tàng lòng thương xót Chúa cho những người khác, đặc biệt là những người ngoại đạo. Còn anh. Dạ, thưa cha, con là Du Xe Hà Văn Quân, con của giáo xứ của Mường La, tỉnh Sơn La. Con thuộc giáo phận Hưng Hóa. Dạ, vâng. Con cũng vào đây lần này lần thứ hai, thì con cũng biết có hai gia đình của trên cùng giáo xứ chúng con mà là người ngoại đạo. Thì con cũng ngỏ ý với cha quản xứ nhà con, cũng viết một lá thư để kính gửi cha, để xin cha ban tặng cho hai cái xe lăn cho hai gia đình ạ. Dạ, vâng. Vâng, thưa anh chị em, đây là lá thư ngỏ của cha xứ. Chúng tôi xin phép được đọc lá thư của cha xứ nhờ một người giáo dân đến để giúp cho hai gia đình ngoại đạo có được hai chiếc xe lăn. Vinh danh Thiên Chúa, thư ngỏ. Kính gửi thưa cha Giuse Trần Đình Long, con là Phêrô Nguyễn Công Lục, linh mục phó đặc trách giáo xứ Mường La, giáo phận Hưng Hóa. Thưa cha Giuse và cộng đoàn lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng, giáo xứ Mường La chúng con mới được thành lập về mặt giáo hội. Còn hiện tại giáo xứ chúng con có 1.976 giáo dân, nhưng chỉ có hơn 200 giáo dân là người Kinh, còn lại chủ yếu là anh chị em người dân tộc Hờ Mông sống rải rác tại các bản ở trên núi vùng Tây Bắc Việt Nam, nơi giáo xứ chúng con còn có nhiều khó khăn. Nay con viết thư này xin cha và cộng đoàn giúp chúng con 50 cái đài 270 bài giảng, vì các gia đình ở quá xa, nhà nguyện không thể đi lễ được, muốn có đài để nghe, và nhất là có một số anh chị em lương dân đang bị đau bệnh nằm một chỗ mong muốn có đài để được nghe cha giảng. Chúng con muốn hai chiếc xe lăn, một cho cháu hơn 10 tuổi bị liệt từ nhỏ không thể đi lại được, và một chị lương dân, gia đình đặc biệt khó khăn, bị tai biến hiện tại cũng không thể đi lại được. Và thương ban cho con 4 bình định mình Thánh Chúa để con lưu lại mình Thánh Chúa tại các nhà nguyện trên các bản của anh chị em dân tộc Hờ Mông. Tại những giáo điểm truyền giáo trên vùng Tây Bắc này, công việc mục vụ còn nhiều khó khăn. Cụ thể, việc đi lại quá xa còn thiếu thốn rất nhiều, nhất là đến với anh em dân tộc Hờ Mông, những con đường bị ảnh hưởng bởi những trận mưa kéo dài đã phá hỏng và nhiều căn nhà của anh chị em dân tộc Hờ Mông bị hư hỏng nặng. Chúng con tin tưởng vào lòng thương xót Chúa qua sự căn phòng của Người và trong tình huynh đệ hiệp thông trong giáo hội và mối tình con một cha, nhà một Chúa, nhất là tin tưởng vào tấm lòng của mọi người trong và ngoài giáo xứ Mường La, cũng như các ân nhân trong và ngoài nước. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con công việc mục vụ, khắc phục khó khăn. Ơn Chúa, chúng con chỉ biết trông cậy vào Ngài, xin tiếp tục hỗ trợ chúng con. Xin chân thành cảm ơn Mường La ngày 4 tháng 8, 2019, thay mặt linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Công Lục, phó đặc trách.
Thưa anh chị em, đọc xong tấm hình này, tôi thấy Ngài là người mà ở cái vùng khó khăn, nhưng mà Ngài đã biết đâu là kho tàng mà Ngài đến Ngài kêu xin. Kho tàng đó là kho tàng lòng thương xót, mà mật khẩu đó là tín thác. Cho nên lòng thương xót Chúa sẽ tặng cho Ngài không những là 50 cái máy mà 100 cái máy, được không? Được. Rồi, anh làm ơn anh gửi cho Ngài nha, cho cha Sở với cha Phó luôn, mỗi cha một món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là tất cả những gì mà chúng tôi có thể có được. Và đây là hai cái máy gửi tặng cho hai người ngoại đạo đó, hai chiếc xe lăn kèm thêm hai cái máy. Và đây là món quà gửi tặng cho anh, đấng mà có đủ quyền để ban cho chúng ta gấp ngàn lần chúng ta cầu xin hay dám nghĩ đến. Đấng đó mang tên là Giê-xu, đấng mà Kinh Thánh bảo ban cho chúng ta gấp ngàn lần chúng ta dám cầu xin hay nghĩ đến, đấng mà mở kho tàng muôn ơn phúc cho chúng ta. Xin gửi tặng cho anh. Rồi còn một tấm hình nữa xin được gửi tặng cho con. Có thích tấm hình lòng Chúa thương xót không? Đây, cha gửi tặng cho con nha. Xin Chúa cho con dần dần được biết Ngài. Xin Chúa đóng dấu vào trong trái tim con, vào trong trái tim của những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, để anh chị em biết rằng là có một đấng giàu lòng thương xót yêu thương anh chị em. Và đấng đó mời gọi anh chị em chúng ta cùng với nhau chúng ta đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người. Xin anh chị em và các bạn chúng ta cầm cái quạt trên tay, ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin sai chúng con đi. Xin sai chúng con đi đến bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào và đối với bất cứ hoàn cảnh nào, để con sẵn sàng trở thành tông đồ của lòng Chúa thương xót. Vì con biết rằng kho tàng ở đâu, lòng con ở đó. Kho tàng ấy ở chính trong lòng của con, kho tàng của lòng thương xót. Và con sẵn sàng ra đi để loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót, không sợ bất cứ một trở ngại gì. Vì Chúa nói với các con, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ. Tình yêu đã đến, tình yêu ân tình đến đáp ân tình. Tình yêu Thiên Chúa đó mãi muôn đời. Xin cho con tình yêu biết tha. Tình yêu thiết tha, lòng bao la.
Đã không? Đã. Đi không? Đi. Sợ không? Không. Sợ không? Không. Sợ không? Không. Vậy thì đứng lên tuyên xưng đức tin. Mấy chị em nhìn lên cùng tuyên xưng đức tin bằng kinh Tin Kính của các tông đồ. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Các bạn thân mến, kho tàng anh em ở đâu thì lòng dạ anh em ở đó. Các bạn đã xác tín kho tàng của chúng ta chính là lòng thương xót và mật khẩu đó là tín thác. Với lòng tín thác, ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện. Sau mỗi câu, mời các bạn giơ cao cây quạt lên và đáp. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Hội Thánh không ngừng kêu gọi con cái mình tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Trong đời sống thường ngày, có lắm người sống như mình không bao giờ chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người hiểu rằng cái chết không buông tha bất cứ một ai và nhiều khi xảy đến hết rất bất ngờ. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Tận tụy phục vụ tha nhân là một trong những cách tỉnh thức đón mừng Chúa đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết hết lòng phục vụ Chúa nơi những người nghèo nàn và đói khổ. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Siêng năng lãnh nhận các bí tích và tích cực sống lời Chúa dạy trong tin mừng là sẵn sàng, là tỉnh thức như Chúa dạy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn chuẩn bị thật tốt tâm hồn để khi Chúa gọi trở về với Chúa, không ai bị người khiển trách bất cứ điều gì. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng, các bạn hãy dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin Chúa cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước, và đặc biệt các bạn trẻ được ơn làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời các bạn ngồi xuống cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ. Yeah.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong lễ kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha cho mỗi người được nhận biết kho tàng mà Cha ban cho chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô con Cha.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Các bạn hãy quay sang bắt tay chúc bình an cho những người đúng chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau. Bên anh niềm vui của chúng ta, ở cùng chúng ta hãy trao nhau bình an và niềm vui ấy. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng xót tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán.